Hello tất cả các GOSU. Hôm nay Nô sẽ giới thiệu và làm cho các GOSU 3 cái nhẫn từ 3 cái dây điện con này nhé. Xin các GOSU gia nhập với gia đình của Nô bằng từ khóa này. Mr.BiTaNo nhá. Rồi. Để không làm mất thời gian của các GOSU thì Nô xin thực hiện luôn đây. Đây. Cách làm cái nhẫn này như sau này. Các GOSU với bẻ hai cái này trụm vào đây như này. Sau đó thì đo ngón cần đeo nhá. Đây, Nô sẽ làm luôn. Nên đeo lỏng một chút nhá các GOSU nhá, cho nó rộng ra một tí. Đó, đeo vừa phải. Rồi, ok. Và khi mà mình bẻ thì mình cũng bẻ rộng ra một tí. Và bây giờ chế tạo cái nhẫn thôi. Các GOSU nhìn kỹ nhá. Đây. Xoay này, xoay. Và cứ thế là xoay thôi. Bẻ như này. Đây. Và cứ thế xoay theo chiều kim đồng hồ nhé. Đó, được một cái nhẫn rất là đẹp đúng không? Phải không có câu su đây. Đấy. Đây, đeo thử luôn. Đấy. Các GOSU thấy thế nào? Đây. Và Nô xin làm cái thứ hai nhé. Nô sẽ làm 3 cái. Đây, cũng làm như thế. Ngón này đi. Và cũng đo. Và cái này thì dây nó hơi ngắn, Nô sẽ lấy khá là sát với ngón tay rồi bấm là được. Để cho nó bung ra không sao cả, nhớ vị trí là được các GOSU ạ. Cho nó rộng một tí, sau đó gặp xong thì ta bẻ rồi và bắt đầu xoáy. Đây. Xong cái thứ hai này, đeo thử luôn. Rồi. Đó. Các GOSU nhìn có đẹp không? Đây, để lấy nét lại. Ok, đã xong. Tạo cái nhẫn này rất đơn giản đúng không phải các GOSU? Xong nhá, đến cái màu trắng. Các GOSU muốn cái nhẫn của mình màu gì thì hãy chọn cái dây điện màu đó. Đây, Nô sẽ tạo cái nhẫn thứ ba màu trắng. Bấm đây, nâng lên một tí, rồi ok. Bẻ đây. Sau đó thì bẻ gập nó vào đây. Cái này thì Nô sẽ làm xoáy ngược chiều kim đồng hồ nhé. Tùy vào các GOSU thích như nào.
để xoáy thì tạo cái vòng xoáy đấy nó đẹp hay không, ngược chiều hay xuôi chiều kim đồng hồ được hết. Đây là một cái, đây để máy lấy lại nét. Đây, thế là tạo được ba cái nhẫn rồi. Rồi các GOSU có thể làm để tạo cho nhau, hoặc là cho bố mẹ, nói chung là để làm kỷ niệm rất là hay. Thời bé thì nô hay chơi như thế này, giờ làm những cái này để nhớ lại thời thơ ấu của mình, và cũng để giúp các GOSU có những cái món quà nho nhỏ như thế này. Xin nhớ đừng quên like, chia sẻ, để lại bình luận, và đừng quên đăng ký kênh gia nhập vào gia đình của Nô nhé. Nô xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các GOSU trong những các clip tiếp theo. Bye bye.